Ông Philippe Chusier tiếp tục tận dụng đợt tập trung đội tuyển Việt Nam trong tháng 9 để thử chân một số cầu thủ mới. Cũng giống hồi tháng 6, nhà cầm quân người Pháp triệu tập nhiều cầu thủ chưa từng hoặc hiếm khi được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Trong danh sách những làn gió mới, có thể kể đến thủ môn Văn Phong, câu lạc bộ Viettel, hậu vệ Thái Bình, câu lạc bộ Thanh Hóa, các tiền vệ Đức Chiến, Văn Hào, câu lạc bộ Viettel, Trung Hiếu, Hữu Sơn, câu lạc bộ Hải Phòng, Văn Luân, câu lạc bộ Công an Hà Nội, hay tiền đạo Quang Nam, câu lạc bộ Hà Tĩnh. Những cầu thủ đã góp mặt ở đợt triệu tập trước nhưng chưa được ra sân như Ti Phong, Thành Long, câu lạc bộ Thanh Hóa, hay Việt Hưng, câu lạc bộ Hải Phòng, cũng có thể xem như gương mặt mới chờ được tạo điều kiện ra mắt. Thủ môn Văn Phong, 30 tuổi, câu lạc bộ Viettel là bông hoa nở muộn trong khung gỗ. Dù từng khoác áo câu lạc bộ Sài Gòn trong 6 mùa giải, nhưng phải đến khi chuyển sang câu lạc bộ Viettel, đẳng cấp của Văn Phong mới thực sự được thừa nhận. Người gác đền sinh năm 1993 đã bắt 19 trận trên tổng số 20 trận cho câu lạc bộ Viettel ở V-League 2023, chỉ phải nhận 17 bàn thua, có tới 11 trận giữ sạch lưới. Nhờ phản xạ tốt cùng khả năng phán đoán, bao quát vòng cấm ổn định, Văn Phong góp công giúp câu lạc bộ Viettel có hàng phòng ngự chắc chắn nhất giải đấu. Hậu vệ Thái Bình, 25 tuổi, câu lạc bộ Thanh Hóa là gương mặt mới toanh của đội tuyển Việt Nam, nhưng ở sân chơi V-League, Thái Bình đã khẳng định được năng lực trong hai mùa giải gần nhất. Mùa 2022, Thái Bình là mảnh ghép ở hàng phòng ngự, trong đội hình câu lạc bộ Hải Phòng đã giành ngôi Á quân V-League đầy thuyết phục. Đến mùa giải này, Thái Bình trở về câu lạc bộ Thanh Hóa và được huấn luyện viên Veliza Popov trọng dụng với 19 trận đá chính, ra sân 1.673 phút. Lối chơi năng nổ và cơ động của Thái Bình ở hành lang trái đã góp phần giúp câu lạc bộ Thanh Hóa là một trong những đội đánh biên và phòng ngự phản công ấn tượng nhất giải. Sau chức vô địch cúp quốc gia, việc được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam là thêm một bước tiến nữa trong sự nghiệp đang lên của cầu thủ sinh năm 1998. Tiền vệ Trung Hiếu, 25 tuổi, câu lạc bộ Hải Phòng, cũng là phát hiện mới mẻ của huấn luyện viên Chusier. Trung Hiếu trưởng thành từ lò đào tạo câu lạc bộ Quảng Ninh, sớm được đôn lên đội 1, nhưng trong suốt khoảng thời gian đầu sự nghiệp, cầu thủ sinh năm 1998 chỉ có 9 trận đá chính trong 4 mùa giải. Chỉ đến khi chuyển tới câu lạc bộ Hải Phòng, Trung Hiếu mới được trọng dụng. Tiền vệ 25 tuổi là nhân tố chủ lực trong lối chơi kiểm soát bóng mà ông Chu Đình Nghiêm xây dựng với khả năng di chuyển linh hoạt, nền tảng thể lực dồi dào để lên xuống liên tục như con thoi. 40 trận đấu trong 2 mùa giải gần nhất là minh chứng cho sự bền bỉ của Trung Hiếu. Đang ở độ chín sự nghiệp, Trung Hiếu sẽ gây ấn tượng với ông Chusier. Tiền vệ Đức Chiến, 25 tuổi, câu lạc bộ Viettel có mùa giải hay bậc nhất sự nghiệp với 7 bàn thắng, đứng thứ 2 trong danh sách chạy đua vua phá lưới nội ở V-League 2023. Từ chỗ chỉ đá tròn vai ở vị trí tiền vệ trung tâm, ở mùa giải này Đức Chiến được tạo điều kiện đẩy cao tấn công nhiều hơn và lập tức để lại dấu ấn. Cầu thủ sinh năm 1998 sút xa hiệu quả với lực chân tốt, không chiến cúp ấn tượng khi đánh đầu ghi bàn giúp câu lạc bộ Viettel vào chung kết cúp quốc gia. Cái duyên ghi bàn cũng kỹ năng tấn công ngày càng hoàn thiện giúp Đức Chiến có thể trở thành quân bài đa năng của huấn luyện viên Chusier. Tiền vệ Văn Hào, 26 tuổi, câu lạc bộ Viettel là một trong những trụ cột của đội U19 Việt Nam lập nên kỳ tích lịch sử khi giành quyền tham dự FIFA U20 World Cup 2017. Tiếc rằng một năm sau kỳ U20 World Cup vang dội đó, Văn Hào gặp chấn thương rất nặng trong một trận đấu tại giải hạng nhất 2018, tưởng chừng phải giải nghệ. Nhưng nhờ ý chí kiên cường và sự nỗ lực bền bỉ, Văn Hào đã trở lại với bóng đá đỉnh cao. 19 trận ra sân cho câu lạc bộ Viettel mùa này, 10 trận đá chính, cùng 2 bàn thắng dẫu chưa phải thông số quá ấn tượng với một cầu thủ tấn công, nhưng là lực đẩy tốt để Văn Hào tự tin hơn trên chặng đường tiếp theo. Tiền vệ Hữu Sơn, 26 tuổi, câu lạc bộ Hải Phòng, cũng là bất ngờ lớn của đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung này. Chuyển tới câu lạc bộ Hải Phòng từ câu lạc bộ Sài Gòn, Hữu Sơn nhanh chóng được ông Chu Đình Nghiêm trao cơ hội với trọn vẹn 20 trận ra sân mùa này, 17 trận đá chính, ghi một bàn thắng. Xây dựng lối chơi kiểm soát bóng và cải tổ hàng công, đồng nghĩa ông Chusier cần những ý tưởng mới, và Hữu Sơn với khả năng bứt tốc và căng ngang sẽ là một trong những gương mặt đáng để đặt niềm tin. Tiền vệ Văn Luân, 24 tuổi, câu lạc bộ Công an Hà Nội, trở lại V-League 2023 ở giai đoạn 2 trong màu áo câu lạc bộ Công an Hà Nội, sau 23 trận chơi cho câu lạc bộ Ryukyu ở Nhật Bản, G-League 2, tại mùa giải trước đó. Lối chơi xông xáo, giàu sức mạnh và quyết liệt của Văn Luân sẽ bổ sung chất thép cần thiết cho đội tuyển Việt Nam nếu cầu thủ này được trao cơ hội. Quang Nam, 31 tuổi, câu lạc bộ Hà Tĩnh, là tân binh lớn tuổi nhất ở đợt tập trung này. Cầu thủ sinh năm 1992 có kinh nghiệm V-League khi từng khoác áo Sông Lam Nghệ An, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trước khi đá cho câu lạc bộ Hà Tĩnh. Gia nhập lò Sông Lam Nghệ An cùng lứa Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc, nhưng phải đến thời điểm khi sắp bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, Quang Nam mới lên đội tuyển quốc gia. Từng gián đoạn sự nghiệp bởi chấn thương, thì lầm lũi đá ở giải hạng nhất khi các đồng đội cũ thay nhau lên tuyển, nhưng Quang Nam không từ bỏ.
Cầu thủ 31 tuổi bền bỉ gây dựng lại sự nghiệp và nhận được món quà quý giá dù dường như có phần muộn màng. Tuy nhiên, cơ hội để trụ lại đội tuyển Việt Nam của các tân binh là không cao. Ở đợt tập trung trước, ông Chusier gọi 8 tân binh, nhưng chỉ có Tiến Anh được trao cơ hội. Các cầu thủ phải nỗ lực hơn để chứng tỏ bản thân với ban huấn luyện.